Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về tính chất cơ bản của phân số. Học về phân số là bọn con phải biết cái tính chất cơ bản này. Bởi vì nó có tác dụng trong việc gì? Ghi luôn vào đây một câu: tác dụng trong việc rút gọn này, quy đồng này và so sánh phân số. Đó, ba cái tác dụng lớn trong lúc làm bài tập: rút gọn, quy đồng và so sánh phân số. Thế đó là tính chất gì? Tính chất gì của phân số? Bạn còn có nhớ không? Ở tiểu học thực ra cũng có rồi đấy. Ở lớp 6 mình nhắc lại thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm trường hợp số âm. Được chưa? Rồi, thì ta ghi cho thầy tính chất như sau. Ý thứ nhất, đó là gì? Ta có thể là gì? Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số thì ta được phân số mới bằng phân số ban đầu. Đó, bằng phân số ban đầu. Tức là mình có một phân số rồi, bây giờ mình muốn nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì ta được một phân số mới, nó bằng phân số ban đầu. Cái này đơn giản thôi. Để lấy ví dụ, 2/3 là cái phân số ban đầu. Vậy thì mình có thể nhân 2 với một số nào đó, 2 nhân với 4 chẳng hạn, thì dưới mẫu mình cũng là 3 nhân với 4 và kết quả sẽ ra phân số là 8/12. Phân số này bằng phân số ban đầu. Nếu mà mình hiểu từ trái qua phải thì có thể cái quá trình 3 mà biến thành 12 ấy là mình quy đồng mẫu. Nhưng nếu mà mình hiểu từ phải qua trái, từ 8/12 mà về 2/3 thì đó lại là quá trình rút gọn. Được không nào? Rút gọn thì mình sẽ làm ngược lại. Rút gọn thì làm như sau. 8/12 thì bằng 8/4/12/4, kết quả bằng 2/3. Thầy đã nói đến phép chia rồi đấy. Vậy thì ta ghi thêm một dấu chấm thứ hai. Đó là gì? Chia cả tử và mẫu của phân số với nhưng mà bọn con có biết là vừa rồi thầy viết thiếu cái gì không? Tự dưng viết đến cái chỗ chia này thầy lại nghĩ ra là mình không được chia cho cái gì nhỉ? Mình không được chia cho số 0. Chia cho số 0 thì nó không có nghĩa. Số chia là phải khác không? Thế viết đến đây thì mình nhớ ra là chia cả tử và mẫu của phân số với cùng một số khác không. Đấy. Thế chỗ này nhân cũng thế nhá. Thầy viết thiếu mất cái chữ khác không đấy. Bọn con xem có tích vào đấy mà viết thêm được không? Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số khác không. Đó, tích vào như vậy nhá. Lấy bút đỏ đánh dấu V vào, coi như là viết thiếu cái chữ này. Bây giờ ta bổ sung thì nó mới là chuẩn chỉ và chính xác. Còn cái ý mà nhân chia với một số nói chung đấy, mình nói nôm na với nhau thôi, nói nhanh thôi và mình chưa tuyệt đối chính xác đâu. Phải là chia cả tử và mẫu của phân số với cùng một số khác không thì ta được phân số mới bằng phân số ban đầu đó chính là quá trình rút gọn. Ví dụ thầy có số 40/100, mọi con có nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ chia cái tử mẫu cho bao nhiêu là nhanh nhất, đó chính là chia cho 20. 40 chia 20, 100 chia 20, vậy tử sẽ ra 2, mẫu ra 5. Phân số 40/100 là bằng phân số 2/5. Đây là quá trình rút gọn. Mình có thể dùng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn, quy đồng và so sánh phân số. Sau khi rút gọn, sau khi quy đồng thì mình có thể so sánh mà nhá. Đó. Rồi, trước khi kết thúc video này,
chúng ta hãy thử so sánh cho thầy xem hai phân số sau đây nó có bằng nhau hay không, bằng cách là mình nhân thêm này hoặc là mình chia đi nhá. Rồi, đó là phân số 1414, tức là 1414 ấy, chia cho 2020, và cái phân số 161616 phần 20 20 20. Đó, mọi con xem hai phân số này có bằng nhau không, được chưa? Rồi, ok.